Không biết là anh em tính sao đây? Trời ơi, em mới nhận biết mà em đang rất là run, không biết là ai nè. Bây giờ anh biết là hát với cùng với em này. Đúng rồi, em cũng không biết là em sẽ hát với ai cả. Bây giờ là thời gian còn rất gấp, mình tính chia câu được. Dạ, em nghĩ là tại vì cái beat lúc đầu nó vô nó sẽ là một cái điệp khúc rất là máu luôn. Thì em nghĩ là anh bắt đầu thì... Ok, anh bắt đầu một cái B1 này, xong đến B2 là em này. Dạ. Xong quay lại A, nhẹ lại. Sẽ vào cái câu nhẹ nhẹ lại, dạ. Xong A1 anh hát này, xong A2 em hát này. Xong lại điệp khúc. Điệp khúc là anh lại hát câu dạ, câu đúng rồi. Nhé. Sợ thì cái câu điệp khúc mình lần cứ thay lại phiên lại. Nhau. Em sẽ bè cho anh nhé. Dạ. Lời 2 thì anh sẽ nhảy vào anh bè cho em gì đó. Dạ, ok. Để cảm ơn anh, em sẽ kiếm một cái gì đó cho anh uống. À ok, có quà luôn. Ok, mời em. Cheers. Cheers. Chiến hết mình nha. Dạ. Yes. Anh okay, hãy nương tay với em nhé. Wow. Hello anh Hải. Thì mình hơi hoang mang. Thật sự anh Hải là một cái tên mà Ly nói thật nha, tất cả các Gen Z nữ đều rất là thích, là các bạn ai cũng thích hát với anh Hải hết. Nhưng mà Ly không nằm trong số đó. Ly cảm thấy Ly quá nhỏ bé so với anh Hải. Cái giọng anh Hải nó rất là mạnh, còn cái giọng Ly thì anh Hải ơi. Kiểu là như vậy á, cho nên là Ly rất là sợ. Không biết là tiết mục này sẽ đi về đâu đây. Nhưng mà không sao, Ly nghĩ rằng là Ly sẽ làm được. Em máu chiến quá mà em hát rock. Anh hỏi thiệt là em thấy cái thể loại này nó có thuộc trong cái hệ tâm sinh lý của em không? Dạ thực ra là em rất là yêu thích rock, nhưng mà wow, pop rock. Còn cái này là rock kiểu là rock. Yes. Thì nó hơi mạnh quá so với dạ, em. Dạ nó hơi metal quá ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà đó cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với em, tại vì trước giờ em cũng chưa từng thử qua và em cảm thấy mệt quá. Em cảm thấy cũng rất là vui ạ, vì được thử cái trải nghiệm này cùng với anh Hoàng Hải. Yeah, cảm ơn em. Đây, của một người mê rock, chị Ngọc Anh thì thấy thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Rock chính là vừa là sở trường mà vừa là sự yêu thích của chị. Trong lúc mà Ly biểu diễn thì chị với chị Thu Minh nói thật là nhìn em mà hai chị nhìn lại được chính quá khứ của mình. Nói chung những cái hình ảnh hai chị em bảo em làm sao mà em với chị mà quay trở về lại được cái vòng eo đấy nhỉ? Lưu Vĩnh Hữu thấy sao về tiết mục vừa rồi ạ? Tôi cũng thích pop rock. Tôi cũng thích pop rock. Ủa cái gì vậy hả? Lưu Vĩnh Hữu thích pop rock hả? Cuốn yêu này em ngoan nhé, mau mau lại đến đây. Cuốn yêu đừng đi xa xa, mi kia có má kìa. Ồ hay quá. Với phần trình diễn vừa rồi của Lily thì không biết có lọt cái mắt xanh của VOG nào không ạ? Chị muốn Lily, chị rất muốn. Đang thấy là cùng máu rock đúng không chị? Chị rất muốn, bởi vì là ban tổ chức mà cho phép chị mặc rock kiểu như Lily lúc nãy thì chị cũng sẽ sẵn sàng đấy. Wow. Hải ơi, thế em có chọn Lily không? Hay là để chị chọn nào? Wow. Nói chung là chị chọn là chị sẽ giúp cho Lily hát thực sự là rock luôn. Yeah. Wow. Chị làm được đấy. Em cũng phải giành giật bằng được. Đấy. Không vì chị là chị của em nhường chị được. Tuyên chiến rồi à? Chắc chắn là về đội của em là đẹp đôi hơn với chị. Đẹp đôi. Nhưng mà Ly ơi. Dạ. Nãy giờ anh thấy bài phải nói là hai anh em hát rất là máu. Nhưng mà anh cảm giác như là nó còn thiếu cái gì đó phải không? Hình như anh Hải thiếu một cái gì đúng không? Không có nâng niu. Không có nâng niu, đúng rồi. Hay quá, từ nâng niu. Tại vì khi em ra, em cảm giác là anh Hải đang kiểu như là bỏ rơi Lily ấy. Chứ mà Lily mà về tay anh thì anh sẽ nâng niu hết mình. À. Em hiểu không? Anh sẽ nâng niu từng ly từng tí cho làm em. Làm gì nào? Là từ móng tay, từ làm đẹp, từng bộ trang phục cho em, cái gì anh cũng nâng niu. Anh phải phản bác cái ý của em, bởi vì như này này. Em đang nhìn một sự việc theo một góc độ không nâng niu, nhưng mà đây là một cái phiên bản người đẹp và quái vật. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Ok. Anh ơi, con gấu nó mạnh thì con hú nó không mạnh sao anh? Ở trong rừng là con hươu nó không có tuổi gì với con gấu hết em. Trong cái lý này thì tôi phải bình con gấu. Thành ơi, hình như cái show này là show chặt chém của chúng ta. Đúng vậy.
Mai Tiến Dũng là rất hung hăng. Đấy. Khi mà mình thích ai bởi một cái khía cạnh nào đó, mình phải nói cho người ta biết. Trời ơi, thời buổi nào rồi, thích là nói, bị từ chối đi chăng nữa, ít nhất là mình đã trao ra cái sự chân thành của mình rồi. Bây giờ khán giả tại hiện trường, sau màn trình diễn vừa rồi, theo các bạn, cặp đôi này có nên tiếp tục kết hợp với nhau hay không? Bình chọn bắt đầu. À, xin hỏi về các vị thuyền trưởng. À, anh Hữu Đăng, anh nghĩ sao về sự kết hợp này? Em thấy bài này nó hơi quá. Quá à? Quá là hay luôn anh. À, anh mạng miếng liên tục nha anh nha. Anh Otis Fanger thấy sao anh? Dạ, bài hát này giống như là một chú chim sẻ vậy đó anh. Ăn sâu vào đầu em. À, chim sẻ là ăn sâu em ạ. Vâng. Cũng là hệ mạng miếng rồi đó. Và kết quả bình chọn của khán giả dành cho cặp đôi Hoàng Hải Lily là chấn động. Chấn động nha. 96% khán giả cho rằng là cặp đôi này nên tiếp tục kết hợp với nhau. Nhưng đó là ý kiến của khán giả. Quyết định cuối cùng vẫn ở hai anh em. Tôi sẽ gửi cho cả hai ca sĩ hai tấm bản. Một là đồng ý, hai là không đồng ý. Và nếu như trùng khớp, họ sẽ kết hợp với nhau. Nếu như một trong hai người không đồng ý, sẽ về vị trí bên kia để tiếp tục chờ đợi cơ hội ghép cặp tiếp theo. Mời đi Ly. Mời anh Hải. Sau khi mà biết được dàn OG ấy, thì Ly nghĩ rằng là Ly sẽ chọn anh Dũng. Nhưng mà sau khi hát với anh Hải thì Ly đã có một cái sự hoang mang. Ly với anh Hải hát với nhau nó không có quá là khó khăn như Ly đã tưởng tượng. Rất là tận hưởng những cái khoảnh khắc ở trên sân khấu. Cho tôi kết quả. Hải Ly, Hải Ly, Hải Ly. Có một sự đồng ý. Hãy xem kết quả còn lại. Đầu mới, đầu mới, đầu mới, đầu mới, đầu mới, đầu mới. Không đồng ý. Có một sự không đồng ý và bắt gặp thất bại. Yeah. Lily sẽ chờ đến cuối chương trình để gặp vị OG tiếp theo. Cái này tôi bị từ chối này, tôi cảm thấy phũ phàng, đau đớn không được. Tôi vẫn cảm thấy khá là bức rức. Trong khi các bạn Gen Z yêu mến mình mà tại sao có một bạn Gen Z lại cự tuyệt mình? Cái này xem lại nha. Lily, em đã bị mờ mắt bởi Mai Tiến Dũng rồi. Bước rước ở đây không, Ly từ chối không phải là Ly không thích anh Hải, mà là Ly nghĩ rằng là không biết là anh Hải hát với mình thì anh Hải có thể bung hết năng lượng của anh Hải trên sân khấu hay không, hay là anh Hải phải ém lại, phải nhường lại để hợp với Ly hơn. Thế mạnh của anh Hải là một cái giọng hát nội lực, cho nên là Ly nghĩ rằng sẽ hợp với một nữ hoặc nam khác mạnh mẽ hơn Ly. Ly sẽ hợp với một OG có thế mạnh về trình diễn. Anh Dũng là một cái tên mà Ly nghĩ là phù hợp nhất và an toàn nhất đối với Ly. Giận. Đi về. Tụi này nó kén chọn nhỉ. Xin cảm ơn anh Hoàng Hải và cảm ơn cả Lily.